Hello, hello, xin chào các em. Trong video này chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 6. Anh sẽ bắt đầu câu số 26. Các em sẽ dựng hình con này là câu dễ thôi. Góc giữa SB hoặc đáy là góc SBA các em. Góc SBA. SBA góc này là mình muốn tính góc này thì nó sẽ là mình sẽ tan phi thôi. Tan phi là nó sẽ bằng SA chia AB. Mà SA là có gọi là chưa thộng. Vậy là muốn tính SA phải Pythagore cái. À vậy khỏi đi, mình không có tính tan phi, mình tính luôn tại vì nó chết B mà đúng không? Thì tính cos. Cos phi là bằng AB chia SB tại nó có sẵn AB SB nè. AB là 1, SB là 2, cos phi 1 2, cos phi 1 2 là 60. Rồi câu A. Nói chung là em phải kiểu như là linh hoạt tí xíu luôn, là sẽ tan rồi sẽ cót, mà nếu em buộc phải sẽ tan em phải quay qua em Pythagore cái nữa thì nếu mà phát hiện được thì tốt. Câu 27 cho hình lập phương, hiểu dễ hình lập phương các em. Ô phải là trung điểm và phải phải là hàng ô, ô phải là tâm hình vuông thôi. Ô phải là tâm hình vuông thôi. Đây này là ô phải, này là a b c d, này a b c d. Nó kêu tính tan alpha với alpha là góc tạo bởi BO phải và mặt ABCD. Góc B giữa BO phải và ABCD là góc BO phải B. Đúng không? BO phải B phải. Góc này nè. Thì anh sẽ có là tan của góc phi này nó sẽ bằng thằng BB phải chia cho thằng B phải O phải. Tất nhiên là nếu cái góc nào mà nó khó thì anh mới bắt đầu anh dùng cái tắc mặt trời, góc này dễ quá cho nên lấy thẳng luôn. BB phải là ra 1, còn BO phải là căn 2 chia 2. Nghĩa là ra căn 2 rồi, cho nên tan phi là bằng B bằng căn 2. Câu 28. Câu 28 này cũng là câu dễ đúng không em? Đáy là ABCD đúng không? Nhưng mà nó nói lên mà phẳng này thì em để cái này phải B phải C phải ở dưới đi cho dễ nhìn. Không thôi là em phải xài quy tắc mặt trời đó. Bây giờ nó M là trung điểm gì? M là trung điểm của AC. Vậy là thằng M nó phải nằm ngay đây. N là trung điểm của B phải C phải. Vậy thằng N nó phải nằm ngay đây. Vậy bây giờ thằng M là trung điểm của AC thì thằng M là trọng tâm đúng không? Thằng M là trọng tâm thì thằng M mà kéo vuông góc xuống đây phải là M phải nha em. Như vậy góc giữa MN và A anh giải thích nè, góc giữa thằng MN á, thằng M rồi thằng N xuống A phải B phải C phải á, D phải á, thằng M cái xuống đây là thằng M phải đúng không? Thì góc này là góc MN M phải đó, góc alpha đó. Vậy bây giờ mình sin alpha thôi. Sin alpha bằng M M phải, M M phải chia cho MN đúng không? M M phải chia MN. Và anh nghĩ đừng có tính sin, tính tan ngon hơn. Sin nó hay căng quá, tính tan ngon hơn. Tính tan alpha là bằng m m phẩy chia cho m phẩy n thì ngon hơn. Mình có m m phẩy là 1 rồi, nó cho là phương cạnh 1 đúng không? Thì m phẩy là 1, còn m phẩy n là 1/2, vậy là tan là 2. Có tan bằng 2, tìm sin tìm sin giải mấy em rồi, bấm sin của ship tan 2 đó, bình phương lấy căn ngược về 2 căn 5 chia 5 là câu B. Một cái tuyệt kỹ để tính nhanh á. Câu 29. Câu 29 là câu anh nghĩ là câu này cũng hơi căng á. Bây giờ mình dựng hình hợp chữ nhật đây. Mình dựng hình hợp chữ nhật cái đi. A B C D đúng không? Dựng A B C D. C D gọi này là ở trên A phải B phải C phải D phải, anh dựng hào hạng thôi nha. Bây giờ góc giữa mặt B D phải rồi, bây giờ cái này em nhìn không được, em phải phẳng quá ra. Bây giờ cái mặt của mình là mặt giả là B phải D phải C, còn cái mặt này là góc B phải D, vì là B phải D là D nằm ở trên, B phải nằm ở dưới. Bây giờ mình phải coi cái mặt B phải D phải C nó nằm ở đâu. B phải D phải C là cái mặt này đúng không?
Đó. Rồi mình phải đặt cái câu hỏi á, là từ hàng D mà dựng vuông góc lên cái mặt phẳng này là điểm nào? Đó. Từ hàng D mà dựng vuông góc xuống mặt phẳng này là điểm nào? Nhìn hơi nguy hiểm quá ta. Vậy bây giờ từ D mà dựng vuông góc xuống mặt D B D phẩy C, vậy là mình không thể dựng trực tiếp rồi, mình phải tính khoảng cách. Mình phải quay qua mình tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng B phẩy D phẩy C. Câu này là câu khó mi. Tại vì khoảng cách tức là nó theo dạng là nó vuông góc, nó hạ vuông góc, cho nên nếu mà em tính được khoảng cách thì em sẽ có được cái đoạn này, cái đoạn màu xanh. Mà tính khoảng cách từ điểm D đến mặt B phẩy D phẩy C hả? Mình lại sử dụng ba bước kẻ. Sử dụng ba bước kẻ. Nhưng mà cái mặt này nhìn khó quá. Nhìn khó quá, căng thiệt luôn á. Từ để anh coi, từ D xuống B phẩy D phẩy C, mặt này nhìn có vẻ căng quá, cho nên anh sẽ đổi cái đỉnh đi, nhìn vậy không thấy được, tôi đổi cái đỉnh thôi. Rồi đó, đổi cái đỉnh này là A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy, đúng không? Như là B phẩy D phẩy là đây đó. Còn này C đúng không? Đó, mặt này. Tính khoảng cách từ D tới B phẩy D phẩy C. Nó không liên quan gì hết trơn. Nếu mà mình từ D mình kẻ xuống C mà nó vuông thì vô lý, nó không có cơ sở. Nó không có cơ sở. À, anh hiểu rồi, mình sẽ đi tính mình sẽ đi khoảng tính khoảng cách từ C phẩy cho tới mặt B phẩy D phẩy C. Hiểu không? Với C phẩy là chân đường cao, xong rồi mình mới quy điểm C phẩy về điểm D. Mình mới quy về điểm C phẩy về điểm D. Rồi tính này đi. Ba bước, bước 1 là từ C phẩy dựng vuông góc xuống B phẩy D phẩy, là từ đây kéo tới trung điểm nghe, do không kéo tới trung điểm, kéo vuông góc thôi, đặt hàng là C phẩy Y. Rồi thứ hai, từ đỉnh kéo xuống hàng này, tại vì anh để trùng á, anh để anh kéo qua đây cái em dễ nhìn. Bước 1 từ đây kéo vuông góc xuống đây nè, này là C phẩy Y. Thứ hai, từ đỉnh kéo xuống, bước 3 chân kéo chân cao kéo lên, lần này C phẩy H. Thì cái này cái đoạn khoảng cách C phẩy tới B phẩy D phẩy C á, nó sẽ bằng hàng C phẩy Y. Ồ, bài này hơi khó các em, cho nên bài này không hiểu thì để vô lớp anh giảng lại nha. Trong cái video này anh sẽ không nói rõ được. Hàng C phẩy Y nhân cho hàng C phẩy chia căn của hàng C phẩy Y. Bình phương cộng C phẩy bình phương. C phẩy Y á, nó chính là đường cao cho tam giác C phẩy D phẩy B phẩy. Bây giờ mình coi này, cạnh là AB là 2 đúng không? Căn 2, cạnh này là nhiêu? Căn 6. Vậy là anh sẽ xích tính hằng C phẩy Y, cái hằng C phẩy Y nó bằng căn 2 nhân căn 6 chia căn của căn 2 bình phương cộng căn 6 bình phương. Đó, tính C phẩy Y cái căn 2 nhân căn 6 chia căn của căn 2 bình cộng căn 6 bình là 2 cộng 6, là căn 6 chia 2. Rồi mình có C phẩy Y là căn 6 chia 2, rồi mình sẽ thế vô đây mình tính được. C phẩy là A phẩy là 2 căn 2 các em. Vậy cái này là A nhân 2 căn 2. À, bài này khó quá.
nhưng không cũng cũng không hẳn là quá khó đâu, nhưng mà phải phải kiên nhẫn nha. Như vậy là cố gắng cái bài này đợi anh đi thiền về á, rồi kêu anh giải lại. Ra 2 căn 114 chia 19 bằng 2 căn 114 chia 19. Là cái này là khoảng cách từ C phẩy thôi nha. Bây giờ mình sẽ quy điểm C phẩy và điểm D. Thì các em thấy á, từ C phẩy quy ra D nó sẽ cắt hằng hằng nó sẽ cắt hằng C D phẩy tại điểm điểm K nè. Thì các em thấy là hằng C phẩy K với hằng D phẩy DK nó sẽ cách đều nhau. Cho nên khoảng cách từ đây tới đây nó cũng sẽ bằng nhau, hai này bằng nhau, hai cái này anh đang chỉ nó bằng nhau. Cho nên cái đoạn anh đang coi là nó bằng 2 căn 114 phần 19. Đó, từ đây chúng ta có thể tính được cosin này. Cosin góc này góc phi đi. Rồi, anh không biết cái điểm này điểm gì. Nhưng mà bây giờ mình phải tính DB phẩy. DB phẩy. DB phẩy. DB phẩy là dễ tính rồi. DB phẩy á là cái đường chéo của hình hộp. Cái đường chéo hình hộp á là nó sẽ là bằng căn của ba cái kích thước này bình phương cộng lại nè. Căn của căn 2 bình cộng căn 6 bình DB phẩy nha. Cộng cho 2 căn 2 tức là bình. Đường chéo của hình hộp là bằng căn của ba kích thước cộng lại bình phương nha. Mình sẽ tính DB phẩy cái. Căn của 2 cộng 6 cộng 8 4. Cho nên mà anh sẽ có là sin phi. Sin của góc phi á, nó bằng nguyên cái này chia cho 4. Tại này đối này kề là bằng 2 căn 1 1 4 chia cho 19 nhân 4. Bây giờ anh đang cần cos phi đúng không? Anh sẽ đổi là cos của sin 2 căn 114 chia cho 19 nhân 4. Rồi bình phương căn của 35 phần 38 vậy là câu A. Bài này căng quá, bài này căng. Anh sợ là nãy giờ anh nói gì mấy em cũng hiểu đúng không? Cho nên không sao, nếu mà bài này không hiểu nữa thì đợi anh về và anh sẽ ngồi anh giải lại cho mấy em cái bài này, cái khá là hay á. Bài này khá là hay, đó là A. Câu số 30. Câu số 30 á, góc giữa SB và ABC dễ. Là OA vuông đáy rồi, góc ABC là này nè. Vậy cái này là tan phi. Mình sẽ có tan phi là bằng SA chia AB rồi. SA là mấy? SA là căn 2. Mà cái này tam giác vuông cân tại B thì AC là 2 thì này phải là căn 2, này phải căn 2. Căn 2 chia căn 2 vậy là 45 là của B. Tan phi bằng 1 thì này 45. Rồi chưa? Rồi. Đó là ngày số 6 và chúc các em học tốt và lưu ý câu 29 là một câu khó. Tạm biệt các em. Bye bye.